Và chiều hôm nay ngay tại thủ đô Phnom Penh chúng ta sẽ ăn ba món rất là ngon các bạn, ngay tại nhà hàng Romjon Garden. Món đầu tiên đó chính là món canh cá với ốc, với mướp và với nấm. Món thứ hai chính là gạch cua và trứng. Rất thơm các bạn nha. Và sau cùng chúng ta sẽ có món sườn nướng. Nhà hàng này đông lắm luôn đó các bạn. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 12 giờ trưa, ngày 18 tháng 12 2023. Từ khách sạn Phnom Penh 51, ngay trung tâm thủ đô Phnom Penh ha, chúng ta đi xe túc túc với giá khoảng độ gần 5.000 ria đến đây. Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng các bạn, nằm trên đường số 95. Hàng này do một người bạn Khmer của mình sống ngay tại thủ đô Phnom Penh chỉ nha. Và các bạn quan sát hình ảnh của nhà hàng này, đó chính là hoa dâm bụt. Và nhà hàng này có tên là Romjon Garden. Và ở đây các bạn thấy là rất rất nhiều xe hơi nha, người Khmer đến đây ăn rất rất nhiều các bạn, vào buổi trưa và buổi tối. Ở đây có bán rất nhiều đặc sản, những món ăn truyền thống của người Khmer. Và đầu tiên đây là một món ăn rất là kích thích vị giác các bạn. Không biết gọi con này là con gì nữa, nhưng mà bên trong của nó khi mà cắn ra nó sẽ ngọt thịt, đường nước, và bên ngoài của nó sẽ có độ mặn mặn và có độ cay nữa. Món ăn này rất phổ biến ở Campuchia và rất nhiều chiếc xe đẩy họ bán các loại mặt hàng này các bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục vô trong nha. Quá trời khách luôn. Ở đây các bạn quan sát là sẽ thấy họ sử dụng hoa sen để trang trí ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn như ở đây. Thật sự là mình rất thích hình ảnh hoa sen ở Campuchia các bạn. Từ trong nhà hàng, trong resort khách sạn đến chùa chiền. Ở đây họ trồng lá dứa nữa kìa. Và hiện tại trời rất là nắng nóng bên ngoài các bạn nha. Tuy nhiên bước vào cái nhà hàng này, vô phía bên trong nó sẽ có quạt mái, quạt mát. Tháng 12 nhưng ở thủ đô Phnom Penh vào buổi trưa nóng lắm. Mình có đi quan sát một số món ăn của người địa phương. Họ đã order và mình sẽ gọi đúng khoảng độ 3 món như vậy. Ở đây ngoài phục vụ các món ăn cơm trưa, cơm tối, họ còn bán các loại bánh. Bánh truyền thống của người Khmer các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi về hướng đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải. Nói chung là nếu các bạn thích một cái quán với món ăn truyền thống của người Khmer, hãy đến đây. Đây mình thấy là một dạng canh chua nè, với cá chiên nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi. Mình có đi vào khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ các bạn ha. Và ở đây họ lại sử dụng hoa sen để trang trí nè, cho một cái bàn có người họ đặt trước rồi. Tiếp tục qua đây chúng ta sẽ thấy họ làm bánh nha, làm trước mặt mình luôn. Và ở đây sẽ có nhân viên gánh bánh đi để bán các bạn. Sử dụng cái đòn gánh đó. Đây, cô bé này đang làm bánh nha. Bánh kẹp. Rất là dễ thương và thân thiện. Ngay khúc này đây cũng là bánh nữa nè. Rất nhiều loại bánh các bạn. Tiếp tục cũng là bánh nha. Cái loại bánh này sẽ có vị rất béo. Mình nghĩ vậy.
Nhân viên ở đây là khá hồn nhiên các bạn ha. Ở đây họ có món tôm sống nè. Cái món này làm gỏi các bạn. Đây các bạn xem nha, nó nhảy nè. Món tôm sống này lần đầu tiên á, mình ăn là bên Lào. Ở đây mình đã gọi đến đây tất cả là ba món ăn các bạn ha. Ngay phía chính giữa đó chính là một cái tô canh cá với ốc, với mướp, với nấm và với mắm bò hóc, mùi rất thơm các bạn, nóng hổi luôn. Món thứ hai chúng ta sẽ có đó chính là cái phần gạch cua với trứng các bạn. Ha, được 4 miếng. Đây là dạng cua đồng nữa các bạn. Và bên đây sẽ là cái phần sườn nướng. Ăn kèm có dưa leo, có cà rốt, có ngò gai. Và cái phần sốt chua cay. Nghe góc này các bạn. Thêm nữa là một chén cơm dẻo nha. Và bây giờ các bạn quan sát là ở đây tô chén của họ sử dụng là cái hình dạng của hoa sen. Có một cái điểm trừ đó là có cái chén nó hơi bị mẻ chút xíu, họ vẫn sử dụng. Và ở đây là cái ly để uống nước các bạn ha. Không biết là nhôm hay bạc. Rồi, mình ăn một phần gạch cua trộn chung với trứng các bạn nha. Rất là thơm, có vị béo nhẹ. Món này thật sự rất ngon. Ăn chung với cơm, không có điểm chê luôn. Các bạn nhớ xem cái blog của mình là chuduthứhải.blogspot.com. Thì ở đó mình sẽ chụp những hình ảnh. Và các bạn có thể lấy hình ảnh đó mang đến cái nhà hàng này cho họ xem. Trên trang blog đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một số thông tin về hình ảnh những nụ cười của người Khmer ở khắp mọi nơi. Và kể cả những chuyến đi trước đây và sau này, mình sẽ từ từ mình đăng lên. Cơm dẻo lắm các bạn. Món thứ hai chính là cái món sườn nướng rất rất thơm các bạn. Thịt tươi, mềm, không bị khô. Cái chỗ nào hơi cháy cháy chút xíu ăn nó sẽ thơm hơn. Và cái vị nó ngọt ngọt, cái quết bên ngoài các bạn, bên trong thì vị ngọt của thịt. Cái điểm đặc biệt ở đây chính là cái chén sốt chua cay đậm đà, vị ngọt nhẹ, ăn chung với dưa leo và cà rốt rất rất ngon. Mình khuyến khích các bạn đến cái quán ăn này để ăn cơm trưa hoặc cơm tối nha. Đúng cái chuẩn của Khmer luôn. Khi mình nói với bạn mình á, là mình muốn ăn hoàn toàn Khmer chứ không phải là những cái nhà hàng do Lonely Planet hoặc do là một cái sách hướng dẫn nào chỉ dẫn, bởi vì những cái nhà hàng đó thường có khuynh hướng về Tây. Rồi, sau đây món cuối cùng là món canh các bạn nha. Thanh mát, ngọt nhẹ, ngon lắm luôn. Và cái mùi mắm bò hóc ở đây rất nhẹ, rất dễ chịu các bạn. Cá tươi ở đây dạng như là cá ba sa. Phần nấm ngon, phần ốc sực sực. Rồi kể cả cái phần mướp, rồi phần rau trong nữa. Ăn cảm thấy rất là thanh mát các bạn. Vừa ăn thì vừa cắn thêm ớt, thêm chút xíu nước mắm nữa cho đậm đà. Mình thấy là đại đa số khách đến đây rất lịch sự và họ ăn uống nhỏ nhẹ các bạn, không ai gây ồn cả. Đó các bạn quan sát thấy không, cái chén mình hơi bị mẻ chút xíu bên góc tay phải đó, đó chính là một cái điểm trừ nha. Mình quan sát thấy ở đây á, họ cũng bán luôn cả cái nước thốt nốt á, và đựng trong cái ống tre và họ mang đến cho khách hàng. Rõ ràng là họ có khuynh hướng xô bày những cái món truyền thống ra ha. Và sau đây là tổng số tiền cho tất cả là ba món, các bạn thấy là có giá 5 đô rưỡi rồi nửa đô chắc cơm quá, rồi nước trong nửa đô, hai cái món còn lại là 3 đô, 4 đô rưỡi, tổng số tiền là 14 đô nha. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 9 giờ tối ngày 24 tháng 12 2023 và mình lại trở lại thủ đô Phnom Penh ha. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ở một khách sạn khác, khách sạn 4 sao này có tên là Sim Boutique Hotel. Phòng ở đây mình đặt trên trang Agoda có giá 33 đô bao gồm ăn sáng các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua khách sạn làm thủ tục nhận phòng Sim Boutique Hotel.
Rồi, chúng ta vô bộ phận tiền sảnh nhận phòng nha. Để mình mở cửa ra. Sim Boutique Hotel. Đóng cửa lại. Đây bộ phận tiền sảnh các bạn nha. Khách sạn này xét về mặt diện tích sàn thì không có lớn các bạn. Tuy nhiên cũng là trang trí đẹp á. Một phần tiền sảnh. Rồi, theo thang máy đi lên những phòng. Tầng M là nhà hàng sáng mai ăn sáng, bao gồm trong tiền vé, tiền phòng. Rồi, bên trong thang máy các bạn ha, có tất cả là 15 tầng Skybar. Skybar và hồ bơi nằm tầng 15. Rồi, chúng ta đã lên tầng 4 để đi ra. Phòng của mình sẽ là 402. 402 thì chắc là ở đây rồi. Ok. Rồi, đợi mình chút xíu nha, để mình mở cửa phòng ra. 402. Rồi, mình bước vô phòng rồi các bạn ha. Ở đây sẽ có một cái tủ quần áo. Họ có để cho một cái bàn ủi. Có một cái két sắt. Kế bên là một cái tủ lạnh mini. Ở trên đây chúng ta sẽ có trà, cà phê. Có đồ nấu nước. Diện tích phòng thực tế mà nó là khá là nhỏ các bạn. Mình đang quay góc rộng nha. Có một cái kiếng, một cái tivi, một cái ghế, một cái bàn và một cái giường ngủ. Nói chung là màu sắc ấm cúng nha. So với một số những khách sạn 4 sao khác mà mình đã từng ở thì diện tích phòng này nhỏ hơn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua đây. Đây chính là khu vực phòng tắm. Đó, dạng tắm đứng. Rồi, mình bước vô chút xíu các bạn ha. Đây. Nói chung là sạch sẽ. Bây giờ thì mình sẽ đi lên khu vực tầng thứ 15. Lên Skybar và hồ bơi để xem như thế nào nha. Ở đây mình thấy họ sử dụng cái chất liệu gỗ này giống như là gỗ của cây thốt nốt các bạn. Đây, một lần nữa các bạn xem kỹ nè. Đó. Trong các khách sạn 4 sao, đợt này mình ở Phnom Penh thì mình thích cái khách sạn Phnom Penh 51. Khách sạn đó giống mình là cái view đẹp. Phòng ngủ rộng và sướng. Để xem ha, xem tầng thứ 15 của khách sạn này như thế nào. Có nhiều sự lựa chọn. Ở đây là tầng 15 của khách sạn các bạn. Sky bar và hồ bơi ha. Thực tế là chúng ta theo thang máy lên tầng 15, sau đó chúng ta sẽ theo thang bộ đi lên chút xíu nữa. Và đây chính là khu vực hồ bơi các bạn ha, view rất đẹp, mình nhìn thấy rồi. Đó. Cái Skybar nằm ở tầng trên nữa các bạn. Mình đi một vòng nha. Có một vị khách phương Tây ngồi ở đó và anh chàng này hỉ mũi ngay tại chỗ này luôn, rất bất lịch sự. Đây là nhân viên khách sạn nha.
Đây, chúng ta nhìn ra ngoài chút xíu, sau đó chúng ta sẽ đi lên Sky Bar. À, các bạn thấy gì không? Đây, các bạn xem một lần nữa nha. Đây chính là sân vận động Olympic. Ở khách sạn này, ngay khu vực này rất sướng các bạn ha, có thể đi chợ. Và đó là chợ Olympic ha, bữa mình ghi hình rồi. Tiếp tục đi lên Sky Bar các bạn. Cái Sky Bar này họ sẽ mở tới giữa đêm các bạn nha. Thoải mái chơi. Nhân viên ở khu vực Sky Bar này rất lịch sự, chào hỏi rất vui. Tuy nhiên cái bàn lễ tân hồi nãy chỉ có một mình thôi á, thì mình cảm thấy là thiếu cái sự thân thiện. Chỉ làm cho hết việc thôi. Đó, một lần nữa chúng ta nhìn thấy sân vận động Olympic. Hôm nay 24 tháng 12 từ thủ đô Phnom Penh. Xin chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ. Thời tiếc là năm nay Tùng không ở Sài Gòn để ghi hình cảnh Giáng sinh ha. Thực tế là Tùng có nhờ Huy đi làm video đó nhưng mà Huy lại khá là bận. Cái nữa là khi ghi hình video về Giáng sinh á, cái phần nhạc nó rất là khó xử lý. Do đó mà Huy không có làm được. Về cái mảng xử lý âm thanh thực sự mà nói rất là khó các bạn. Rồi, chúng ta cùng ngắm toàn cảnh ở khu vực Sky Bar này nha. Mình thấy là xét về góc view á, trong 4 khách sạn 4 sao mà đợt này mình ở thủ đô Phnom Penh á, thì khách sạn Phnom Penh 51 là đẹp nhất. Giá nó cũng sẽ cao hơn ở đây chút xíu. Xét về phòng mình thích nhất chính là khách sạn vừa rồi là Chi Mekong, bởi vì nó thiết kế rất là đẹp. Khách sạn này thì lại được gần sân vận động Olympic. Còn cái khách sạn đầu tiên mà LCS Hotel Apartment á, thì khách sạn đó mình lại thấy chán nhất. Do đó ba khách sạn sau cùng tùy các bạn lựa chọn thôi. Thì trong cái dàn khách sạn 4 sao, đây là khách sạn có giá 33 đồng bao gồm ăn sáng. Thì mình thấy là cái giá cả này rất hợp lý các bạn. Cái Chi Mekong thì nó có giá là 33 đồng luôn, tuy nhiên nó không bao gồm ăn sáng nha. Do đó trong dàn khách sạn 4 sao thì anh này cái giá nó mềm. Thứ hai là cái view nó cũng được. Mình thấy ở đây là có khá nhiều người Khmer đến đây để họ tận hưởng các bạn Giáng sinh. Chứ không đơn thuần chỉ là khách lưu trú khách sạn nha, có nghĩa là họ mở ra họ đón luôn người bên ngoài luôn. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon.